Hello, chào mừng bạn quay trở lại với Tokyo Camera. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm một sản phẩm flycam cam xịn sò, giá không quá cao mà vừa có thể mang đi chơi, vừa có thể đáp ứng được các nhu cầu làm nghề, thì mình xin giới thiệu với bạn hai ứng cử viên sáng giá nhất cho tiêu chí đó. Đấy là Mavic 3 Classic và DJI Air 3. Và trong nội dung ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng mình so sánh hai chiếc flycam này để xem đâu sẽ là cái sản phẩm, cái thiết bị phù hợp nhất với cái nhu cầu của bạn nhé. Cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên về ngoại hình và trọng lượng, chúng ta có thể thấy ngay rằng cả Mavic 3 Classic và Air 3 đều là những chiếc flycam khá là lớn, sở hữu ngoại hình trông khá là hầm hố và chuyên nghiệp. DJI Mavic 3 Classic có trọng lượng là 895g, nặng hơn một chút với DJI Air 3 là 720g. Với trọng lượng này thì mình nghĩ rằng việc mang theo một trong hai chiếc flycam này cũng gần giống như bạn mang theo một chiếc lens khác cho máy ảnh của mình thôi. Bởi vì thế nên đối với những ai mà hay mang theo máy ảnh đi đây đi đó để chụp job thì đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Và theo kinh nghiệm của chúng mình, chính nhờ trọng lượng đó thì cả Mavic 3 Classic và Air 3 đều có khả năng kháng gió khá tốt. Đi bay trong ngày gió to thì chúng ta sẽ tự tin hơn và hình ảnh thu về cũng sẽ rất là ổn định. Có một điều mà cả DJI Mavic 3 Classic và DJI Air 3 đều giống nhau và đều làm rất tốt, đó là thời lượng bay. Nhà sản xuất đã công bố rằng là cả hai chiếc máy này đều có thể bay tối đa lên tới 46 phút, một con số cực kỳ ấn tượng. Dù bạn sử dụng flycam với mục đích để kiếm tiền hay chỉ để đi chơi thì đây vẫn là một điểm cộng rất là lớn. Thông thường thì chúng mình hay sử dụng flycam để quay những cái shot ngắn nên chỉ cần mang theo một viên pin của Mavic 3 Classic hoặc là Air 3 là có thể đủ cho cả buổi quay. Nếu như bạn là một người đã có nhiều kinh nghiệm điều khiển flycam hay là chưa có nhiều thì bạn vẫn có thể dễ dàng sử dụng DJI Air 3 và DJI Mavic 3 Classic, vì cả hai chiếc máy này đều được DJI trang bị hệ thống cảm biến đa hướng kết hợp với tính năng Active Track 5.0 để có khả năng nhận diện vật quả xung quanh và có thể tự động tính toán đường bay để né vật cản. Theo như những cái lần chúng mình trải nghiệm hai chiếc máy này và cũng như là tham khảo ý kiến của nhiều người dùng khác thì cái hệ thống cảm biến và cái tính năng tự né vật cản của chúng đều hoạt động rất là tốt, nên là bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng tính năng này. Tiếp theo là về phần camera thì theo như chúng mình đánh giá, cả hai sản phẩm này đều có chất lượng quay rất là tốt, nhưng mà cái camera của hai chiếc flycam này thì sẽ có khá là nhiều điểm khác nhau, nên là nếu bạn đang phân vân giữa một trong hai cái flycam này thì hãy nên tham khảo và cân nhắc kỹ về cái sự khác nhau của camera của chúng trước khi đưa ra quyết định nhé. DJI Mavic 3 Classic là chiếc flycam duy nhất thuộc dòng Mavic chỉ được trang bị duy nhất một camera. Đây cũng là chiếc camera được sản xuất bởi thương hiệu máy ảnh hàng đầu thế giới Hasselblad, và thông số của nó cũng rất là tốt với tiêu cự 24mm và khẩu độ có thể điều chỉnh từ 2.8 tới f/11. Được trang bị cảm biến CMOS 4/3 inch với độ phân giải 20MP. Camera của Mavic 3 Classic được thiết kế để ghi lại những chi tiết chân thực tương ứng với những gì mà mắt người cảm nhận được. Còn DJI Air 3 được trang bị cảm biến nhỏ hơn là CMOS 1/1.3 inch và sử dụng cụm cam kép. Camera chính có tiêu cự là 24mm với khẩu độ là f/1.7 và nó có thêm một camera zoom 3x là 70mm và f/2.8. Mình nghĩ rằng trong nhiều trường hợp thì Air 3 sẽ tiện dụng hơn Mavic 3 Classic, chẳng hạn như khi chúng ta bay ở những nơi hẹp, có nhiều vật cản và không thể tiếp cận đủ gần thì lens zoom 3x của Air 3 sẽ cho chúng ta hình ảnh mà không hề bị giảm chất lượng. Còn đối với Mavic 3 Classic thì nó chỉ có zoom điện tử mà thôi, nên khi zoom thì chất lượng hình ảnh của chúng ta sẽ bị giảm đi, nên mình cũng không sử dụng chế độ này nhiều. Về các lựa chọn chế độ màu thì ở trên cả DJI Mavic 3 Classic và DJI Air 3 đều hỗ trợ chế độ màu HLG và D-Long-E 10bit, cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận và chỉnh sửa các thước quay thu về hơn. Và đặc biệt, đối với Mavic 3 Classic, chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn nữa là sử dụng giải màu tự nhiên, đặc trưng của camera Hasselblad. Hình ảnh thu lại sẽ chân thực và gần với những gì mắt người cảm nhận được. Tiếp theo là về công nghệ truyền sóng thì Mavic 3 Classic đã ra mắt được cách đây khoảng khá lâu rồi, từ tháng 11 năm 2022, nên là nó được sử dụng công nghệ truyền sóng O3 cũ. Còn đối với DJI Air 3 thì nó sẽ được sử dụng công nghệ truyền sóng O4 sẽ mới hơn, xịn hơn. Chúng mình mới chỉ bay cả hai sản phẩm này ở trong khu vực thành phố với một cái bán kính rất là gần mà thôi. Nhưng mà nếu bạn có cơ hội được trải nghiệm cả hai sản phẩm này thì bạn sẽ thấy là công nghệ truyền sóng O4 của DJI Air 3 sẽ nhỉnh hơn một chút so với công nghệ truyền sóng O3 của DJI Mavic 3 Classic. Và chúng ta vừa đi qua một lượt những cái điểm so sánh giữa DJI Mavic 3 Classic và DJI Air 3. Vậy thì mình nghĩ rằng nếu bạn là một người dùng máy để làm nghề thì DJI Mavic 3 Classic sẽ là một chiếc máy phù hợp hơn. Còn nếu bạn muốn dùng flycam trong những cái chuyến đi chơi, đi du lịch nhiều hơn thì DJI Air 3 sẽ là chiếc máy dành cho bạn.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay thì hãy like và subscribe cho chúng mình. Và nếu bạn có bất cứ câu hỏi, đóng góp hay là điều gì muốn chia sẻ với chúng mình thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.